vừa qua Viện Trí tuệ Việt tổ chức tọa đàm với chủ đề Dự án giáo dục và đời sống VM. Dự án ra đời nhằm kết nối các nguồn lực xã hội, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có tâm huyết với giáo dục nhằm góp phần đổi mới và phát triển giáo dục Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế. Tại hội thảo, các vấn đề được quan tâm về cách chia sẻ những tri thức và kinh nghiệm quốc tế, các tư tưởng giáo dục, cách thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh việc chuyển giao công nghệ. Dự án giúp con người trưởng thành, phát triển toàn diện, có khả năng giải quyết các tình huống cuộc sống trong sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và toàn cầu hóa.